Nằm trong chuyến tham quan học tập kinh nghiệm tại Singapore từ ngày 7 đến ngày 11 tháng 5, chiều nay, đoàn học viên lớp cán bộ nguồn cấp tỉnh của tỉnh Bình Dương do ông Nguyễn Hoàng Thao, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dẫn đầu đã đến thăm, tham quan và học tập kinh nghiệm tại Cơ quan Phát triển Hạ tầng Khu công nghiệp công nghệ cao JTC tại Singapore. JTC là một trong những trung tâm công nghiệp tiên tiến và phát triển nhất tại Singapore và các nước trong khu vực. Được thành lập vào năm 1968, đến nay JTC có vai trò quan trọng trong việc phát triển và quản lý các khu công nghiệp tại Singapore và các nước trong khu vực. Các dự án khu công nghiệp công nghệ cao của JTC tập trung vào việc thu hút các doanh nghiệp và tổ chức hoạt động trong lĩnh vực công nghệ cao và đổi mới, các tiện ích và cơ sở hạ tầng tại các khu vực. Từ đó tạo ra môi trường kinh doanh linh hoạt, cung cấp các chương trình hỗ trợ hiện đại, xây dựng mạng lưới kết nối với các tổ chức nghiên cứu và đối tác kinh doanh khác, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp có thể hợp tác, đổi mới và phát triển. Trong những năm gần đây, Singapore đã tăng cường nỗ lực để trở thành một trung tâm đổi mới và công nghệ hàng đầu trên thế giới, thông qua việc phát triển và quản lý các khu công nghiệp công nghệ cao. Tại buổi thăm và làm việc, đoàn đã được JTC chia sẻ về các mô hình công nghiệp của Singapore, hạ tầng công nghiệp thế hệ mới như công viên khoa học, khu công nghiệp chuyên ngành và chuyển đổi các khu công nghiệp cũ, đồng thời trao đổi một số vấn đề về thuận lợi khó khăn trong quá trình hoạt động.